Hôm nay, Chúa chỉ ra cho chúng con một tiêu chuẩn để đánh giá nhân cách của một ai đó. Chúa nói, xem quả thì biết cây. Quả ở đây chính là đời sống thực sự của người đó, những việc họ làm. Quả thật như thế, đời sống và hành động của một người phản ánh con người thật của họ. Một người có thể làm ra vẻ đạo đức tốt lành để đánh lừa người khác. Nhưng nếu đó không phải là bản chất thật của người đó, từ từ những người xung quanh sẽ nhận ra bản chất thật của họ. Thánh Phaolô dạy chúng con rằng, chúng con không thể thờ phượng Chúa và ma quỷ cùng một lúc được. Chúng con không thể làm tôi hai chủ. Do đó, tâm hồn của chúng con thế nào thì sẽ được biểu lộ ra ngoài qua hành động như vậy. Lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Xin Chúa giúp chúng con biết cải thiện tâm hồn. Vì khi tâm hồn chúng con tốt lành, thánh thiện, chúng con mới sinh ra những hoa quả tốt được. Và để cải thiện tâm hồn là chúng con phải kết hợp mật thiết với Chúa. Vì Chúa là cây nho và chúng con là cành nho. Cành nào kết hiệp với cây nho sẽ sinh nhiều hoa trái. Xin cho chúng con biết tuân giữ lời Chúa, vì đây là cách chúng con yêu mến và kết hiệp với Chúa. Amen.